Mình là Việt Nga, một Liverpoolian, là cổ động viên của đội bóng vùng Merseyside suốt hơn 10 năm, nhưng mình mới biết đến hội cổ động viên Liverpool tại thời điểm huấn luyện viên Jurgen Klopp đến với câu lạc bộ. Khi ấy, câu nói mà các cổ động viên dành cho ông chính là Klopp for the Cop, Klopp là dành cho Liverpool. Chính vì thế, hôm nay mình muốn thực hiện một bộ ảnh tạm gọi là Cutting Paper Fashion, bộ sưu tập thời trang dành riêng cho Klopp với hình ảnh là những nét đậm chất riêng của Hà Nội và một trong những tháng đẹp nhất trong năm, tháng 4. Hy vọng rằng huấn luyện viên Jurgen Klopp có thể sớm thấy những hình ảnh này và biết đâu The Normal One sẽ có dịp ngắm trực tiếp ý tưởng của các thiết kế trong một ngày không xa đến với Việt Nam.